Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài Thầy Bói Xem Voi trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, trang 101. Đầu tiên, chúng ta cùng đi đến phần kiến thức cơ bản. Về bố cục thì văn bản có thể được chia làm hai phần. Phần 1 là từ đầu cho đến như cái chổi xẻ cùn, các thầy bói xem voi và phán về các bộ phận của con voi. Phần 2 là phần còn lại, hậu quả của việc phán voi. Tiếp theo, về nội dung chính của văn bản ngày hôm nay, thì từ câu chuyện chế giễu cách xem và phán vẻ voi của năm ông thầy bói, chuyện khuyên người ta muốn hiểu biết sự vật, sự việc thì phải xem xét chúng một cách toàn diện. Bây giờ, để làm rõ hơn về nội dung này, chúng ta cùng đi vào phần đọc hiểu văn bản. Trả lời câu hỏi số 1. Hãy nêu cách các thầy bói xem voi và phán vẻ voi, thái độ của các thầy bói khi phán như thế nào? Thì chúng ta thấy, cách các thầy bói xem voi và phán vẻ voi đó là dùng tay để sờ, vì mắt các thầy đều mù. Mỗi thầy thì chỉ sờ được một bộ phận của con voi, sờ được bộ phận nào thì phán hình thù voi như thế. Thầy sờ voi thì thấy sun sun như con đỉa, thầy sờ ngà thì thấy trần trẫn như cái đòn càn, thầy sờ chân thì thấy sừng sững như cái cột đình, còn thầy sờ đuôi thì thấy tua tủa như cái chổi xẻ cùn. Trong khi đó, thầy sờ tai thì thấy bè bè như cái quạt thóc. Còn về thái độ của năm ông thầy bói khi phán về voi, thì cả năm ông thầy bói đều phán sai về voi, nhưng ai cũng một mực theo ý kiến chủ quan của mình và cho rằng ý kiến của người khác là sai, đúng không nào? Tiếp theo, đến với câu hỏi số 2. Năm thầy bói đều đã được sờ voi thật, và mỗi thầy cũng đã nói được một bộ phận của voi, nhưng không thầy nào nói đúng về con vật này. Sai lầm của họ là ở chỗ nào? Các em ạ, năm thầy bói thì đều đã sờ voi thật, và mỗi thầy cũng đã nói được một bộ phận của voi, nhưng không thầy nào nói đúng về con vật này. Sai lầm của họ là ở chỗ cả năm ông thầy đều có cách xem phiến diện, sờ một bộ phận nhưng đã nói cả con voi. Các thầy thì đều không chịu lắng nghe ý kiến của nhau mà chỉ một mực theo ý kiến chủ quan của mình, đúng không nào? Tiếp theo, đến với câu hỏi số 3. Chuyện ngụ ngôn thầy bói xem voi cho ta bài học gì? Thì qua chuyện ngụ ngôn thầy bói xem voi cho chúng ta bài học. Thứ nhất, muốn hiểu đúng và đầy đủ bất cứ một sự vật, sự việc gì, chúng ta cần phải xem xét, đánh giá một cách thận trọng, toàn diện, tổng hợp ý kiến của nhiều người. Và khi xem xét một sự vật, sự việc thì cần kết hợp các giác quan như tai nghe và mắt thấy. Và chú ý là không dùng vũ lực để giải quyết các vấn đề về nhận thức. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài Thầy Bói Xem Voi trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, trang 101. Các em cũng có thể lên trang lời giải hay.com để lắng nghe bài giảng của những bài khác. Chúc em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại.